bạn, thì trong những năm gần đây, xu hướng sinh viên chọn Úc là nơi du học ngày càng nhiều. Thông thường thì các em lựa chọn các ngành nghề có cơ hội việc làm với mức lương cao để ổn định cuộc sống sau khi tốt nghiệp. Và đến với chương trình tư vấn du học Úc hôm nay, thì Tân Đại Dương sẽ giúp các bạn tìm hiểu về Học viện William Allis. Thì William Allis Institute được thành lập vào năm 1940 bởi ông William Allis. Học viện trở thành viện đào tạo ngành du lịch khách sạn và công nghệ thực phẩm của nước Úc. Vào năm 2007 thì có 15.000 sinh viên Úc và 1.000 sinh viên quốc tế đến theo học. Trường thì tọa lạc tại trung tâm thương mại của Melbourne, thuận tiện cho việc lưu thông gần trạm xe điện và hai trạm xe lửa, gần các cửa hàng mua sắm, siêu thị, ngân hàng, bưu điện, rạp chiếu phim và các khu vực vui chơi giải trí. Và trường có các chương trình học đa dạng từ khóa học ngắn hạn đến chương trình lấy bằng 4 năm. Với hơn 400 nhân viên gồm cán bộ giảng dạy, quản lý, nhân viên hành chính và hỗ trợ, đảm bảo cho sinh viên sẽ nhận được các dịch vụ hỗ trợ tốt nhất với mức chi phí hợp lý. Cơ sở vật chất giảng dạy tiện nghi với hơn 110 phòng học tại 5 giảng đường và 250 máy vi tính nối mạng tại phòng máy, 4 giảng đường diễn thuyết, 11 nhà bếp, 4 lò nướng và 3 nhà hàng với 250 chỗ ngồi v.v. Là sinh viên của trường thì bạn sẽ được nhận các chương trình đào tạo thích hợp từ các giảng viên chuyên môn, học tại một môi trường thành phố trung tâm và an toàn nhất nước Úc, sử dụng các tiện nghi và phương tiện hiện đại, có sự giúp đỡ của các chuyên viên và hỗ trợ sinh viên nhiệt tình và đạt được những kỹ năng cũng như là kiến thức cho thành công nghề nghiệp trong tương lai. Với 91,7% các sinh viên có thể tìm được việc làm và cũng có thể học cao hơn. Và một số giải thưởng dành cho học viện, đầu tiên là giải huy chương vàng cuộc thi nghệ thuật chế biến vào năm 2008, tiếp theo là học viện có nguồn nhân lực Úc xuất sắc vào năm 2006. Và một giải thưởng nữa đó là khen thưởng về giáo dục và đào tạo chương trình quản lý khu nghỉ dưỡng vào năm 2005. Và về chương trình học của trường thì trường có các chuyên ngành như là ẩm thực, du lịch, nhà hàng, khách sạn, hội nghị. Về các kỳ nhập học thì có tháng 2 và tháng 7 hàng năm. Về điều kiện đầu vào thì đối với chương trình cử nhân, tốt nghiệp phổ thông trung học, IELTS là 6 chấm hay là TOEFL 570. Đối với chương trình chứng chỉ, cao đẳng và cao đẳng nâng cao, tốt nghiệp trung học phổ thông, IELTS là 5.5 hoặc là TOEFL 550. Và về vấn đề học phí cũng như là chuyên ngành như thế nào thì bạn có thể tham khảo tại website của Tân Đại Dương là tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Hoặc bạn cũng có thể đến trực tiếp công ty thì địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ về du học của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta cùng lắng nghe cuộc trò chuyện với một bạn du học sinh vừa nhận được visa du học Úc, đó là Lai Chí Thịnh. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta cùng trò chuyện với Thịnh để tìm hiểu được quá trình làm hồ sơ du học Úc của Thịnh thì như thế nào và qua Úc thì Linh sẽ học ở ngôi trường nào bên đó nhé. Chị chào Thịnh. Chào chị. Em giới thiệu đôi nét về bản thân em. Mình tên là Lai Chí Thịnh, mình 17 tuổi, hiện mình đang học trường Trung học phổ thông Phạm Thế Bường, thành phố Trà Vinh. Sở thích của mình là chơi thể thao, nghe nhạc, xem phim và đặc biệt là hát. Mình vừa nhận được visa du học Úc, cảm giác của mình rất là vui và phấn khởi. Lý do tại sao mình lại chọn Úc để du học Thịnh ha? Vì một phần là em có người thân tại Úc, một phần là với lại cái chương trình giáo dục của Úc thì em thấy rất thích hợp với mình, nó tiến bộ, chú trọng vào cái thực hành hơn là lý thuyết. Ở Việt Nam thì mình đã học qua rất nhiều lý thuyết rồi, nên em muốn tiếp xúc với cái chương trình học mà có nhiều cái sự thực hành hơn để mình cọ sát với cái những gì mình đã học. Đầu tiên em sang Úc, em sẽ tham gia vào khoa học Anh văn 46 tuần tại Phoenix Academy. Sau đó em sẽ chuyển tiếp lên học phổ thông tại Canning College. Vậy thì khi làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì em có cảm nhận như thế nào về dịch vụ của Tân Đại Dương? Dịch vụ thì rất là tốt, đặc biệt là các tư vấn viên thì rất là nhiệt tình, luôn sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của mình. Trong quá trình làm hồ sơ thì chị Huệ hướng dẫn rất là nhiệt tình và cụ thể các bước làm hồ sơ. Và hồ sơ thì làm rất là chắc chắn. Quá trình chọn trường thì chị Huệ đã có đưa cho thông tin trường cho mình và mình sẽ quyết định chọn các trường theo sở thích của mình và phù hợp nhất với mình. Quá trình chuẩn bị hồ sơ thì tư vấn viên của Tân Đại Dương làm rất là tỉ mỉ và rất là ổn định. Và đâu mình biết về dịch vụ của Tân Đại Dương thì em thì ở Trà Vinh thì được biết qua công ty Tân Đại Dương Renewable Internet. Em đã nhận được visa thì
nếu mà có một người bạn bè nào có ý định muốn du học như em thì nên tìm đến công ty Tần Đại Dương để làm hồ sơ, vì các tư vấn viên giàu kinh nghiệm sẽ chuẩn bị hồ sơ cho các bạn tốt hơn. Rồi, chị cảm ơn những chia sẻ của Thịnh trong buổi trò chuyện ngày hôm nay và cũng như là những cái tình cảm của em đã dành cho Tân Đại Dương. Và một lần nữa thì chị sẽ cảm ơn em rất nhiều. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã vừa lắng nghe Thịnh chia sẻ về quá trình làm hồ sơ du học Úc của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com, hoặc có thể liên hệ trực tiếp với công ty Tân Đại Dương ở địa chỉ quận 1, quận 5 hay là Nha Trang. Xin chào và hẹn gặp lại.